sao? Một cái hai cái. Ủy bác bên tên em có xe không? Hả? Cả nhà ha, bây giờ là sẽ sẽ lắp về những cái màu mùa thu nha. Thì những cái màu mùa thu thì mới có cái set màu rất là đẹp. Hôm nay là sẽ làm cho mọi người xem thử. Ok. Rồi, đây là mình đẩy máy nha. Mình sẽ dùa KitKat kết cổ. Những cái móng tay này mình dùa kỹ xí nha. Mình dùa kỹ để cho nó last more longer. Vô Long vẫn gọi lại anh. Ai chị khai lên khá anh chị khai lên. Rồi sau khi xong rồi mình sẽ bụi bụi cho sạch sẽ, bụi sạch sẽ bụi. Rồi cái bước khi mà làm ombre nha, những cái màu này thì nó hơi khó nha. Đây là những cái màu lạc nhưng các bạn phải dùa nhám cho kỹ nha. Thì hôm nay là sẽ đắp thử hai cái màu này. Thì Alex mới có cái shell này á, thì màu này màu số màu series 33 cái màu này nha, hai cái màu shell cho mùa thu. Thì hai cái màu này đang ra một như tổng cộng là được 80 màu phải. Thì những bạn nào mà mua thì gọi vào deal nha. Rồi bây giờ thì nó sẽ bỏ ra. Trước khi vô cái xe thì mọi người giúp anh lịch xe cái video này nha, thêm cho mọi người rất là nhiều. Bữa nay mua rồi. You have a Facebook. Máy sao không work. Mình đã lịch sử nha, được vô cái tài khoản của mình. I thought that's what you were gonna say. No, that too, but Oh my gosh. Đây, đây là cái xe cái màu. Đây là cái màu xe. Đây là cái màu xe mình mới làm xong mình nhấn đá lên. Màu đẹp lắm. Đây là cái mask. Cái ombre mình chém xong. Hôm nay thì mình sẽ biểu diễn cho mọi người là làm cái cup and shape. Rồi cái thứ hai nữa là gắn cái kim tuyến. Thì mình vừa có hai cái màu tông màu này với màu này. Đây là những cái màu các bạn phối rất là dễ và rất là sang nhìn cho mùa thu. Thì vào mùa thu mình cần chuẩn bị những cái màu như thế này. Và cái màu là leader không mệt nha. Trong cái set thì cái màu trên bên rất là đẹp này. Làm sao như thế này, bây giờ mình sẽ bỏ vô. I've been checked for the first like 10 different tests.
because all the symptoms that I have is as if I hadn't been. And then my organs were attacking themselves. Like my liver was shutting down. Rồi sorry mọi người nha, tại mình bưng cái máy mình bị sao chết. Mình vô cái chat nha, để mình share cái nha. Vô cái trang cho mọi người share cùng lúc luôn. Hả? Rồi, còn chuẩn bị ba cái màu này nha. Đó, thì cái màu là màu số 33 và màu này là số 35 nha. Rồi. Rồi, cái số điện thoại mình xài là, cái liquid mình xài là của Jazz nha. Đó thì theo cái nhúng cái bàn tay này thì mình sẽ đắp ngược lại ha. Mình sẽ đắp ngược lại qua cái thằng bên này. Thì ví dụ cái màu này mình sẽ dùng là cái màu phơ. Đó thì mình sẽ đắp abacid. Đó thì mình sẽ đắp cái màu này. Đây. Rồi mình lấy liquid như vậy, lấy ít thôi nha. Bỏ xuống chấm nhẹ thôi. Các bạn muốn cục bột mà nó không chảy, các bạn nhớ phải cho nó chín nha. Sau đó mình mới bỏ lên. Lắc cho nhẹ nhẹ này, bỏ lên, xong mình chuối xuống từ từ, đó, mình để xuống từ từ, đó, xuống từ, à ha, mình để xuống từ từ, đừng có vuốt vội như thế, mình đợi xí nha, đừng có vội như hết, rồi sau đó mình sẽ vuốt ra. Đừng có đụng gì trên kia cổ nha, từ mình đụng. Đó. Rồi sau đó mình sẽ bút vô luôn da. Bút mỏng nữa. Thấy không? Đó là cái trick khi còn bỏ bột vô nha. Sau đó mình sẽ bút xuống từ từ là hai bên. Cái màu này, cái màu rất là đẹp. Để mình coi màu màu gì đây. Rồi, can I see that one? Rồi, ok. And now mình sẽ đi vô một cái màu này. Cái màu này mình sẽ đi vô giữa nha. Sẽ đi vô giữa màu này. Bỏ vô hold 3 seconds. Lấy ra từ từ, thấy không? Sẽ đẩy hai bên vô. Rồi, thấy không? Mình bút ra từ từ. Mỏng thôi. Trái phải. Trái phải. Xuống luôn. Trái phải
Thấy không? Đó. Sau đó mình sẽ bút ra. Đó, mình đợi khô xí cho mình sẽ đi cái mẫu thứ hai lên nha. Các bạn thấy không? Cái xếp cái đồ nó nằm yên một chỗ này. Không, rất là gọn. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái mẫu này là mình mở cái mẫu ombre nha. Cái màu này thì mình sẽ đắp màu trắng dưới. Màu này ở dưới, màu trắng ở trên nha. Mình sẽ đi opposite lại này. Từ từ một màu khác chỗ là các bạn phải đợi cho nó chín như là cộng vút ra, đừng có vút liền, nhẹ nhàng ở giữa đi qua trái phải, see, and now các bạn sẽ push down, bù ra very gentle. Rồi, thấy không? À, thì cái ngón này mình sẽ đi qua cái màu skim tuyến nha. Một món này mình sẽ qua màu loose. Và cái ngón này mình sẽ ngược lại, mình đi sang màu gray. Này, các bạn thấy cái bột không? Này bắt đầu nó chín này ha. Bắt đầu nó dịu lại, xong mình để bỏ xuống giữ 3 giây lắc lắc nhẹ từ từ. Xong mình rút ra. Để lên. Cái màu này thường thường hay bị marble lắm nha. Nhưng mà sản phẩm Just Nail nó không nên, nó không có bị. Nên các bạn cũng yên tâm các bạn kéo nha. Tại đây là những cái màu phơ dành cho mùa thu. Đó. Mùa thu này các bạn nên cần có những cái màu như thế này thì nó sẽ rất là đẹp. Đó. Đó là lấy vuốt ra nhẹ nhàng thôi, đừng có tắm nha, đừng có tắm nguyên cái nail mà mình chỉ đắp trong cái vòng phạm vi đó thôi, đừng có tắm nail nha. Hai Huy khỏe anh Huy. Rồi giờ mình vuốt ra nhẹ nhàng, vuốt ra nhẹ nhàng, hãy còn thấy không? Rồi lấy ra từ từ. Thấy không? Rất là nhẹ nhàng. Rồi ha. Rồi có bên này thì Alex sẽ quay lại cái bàn tay này. Cái bàn tay này mình sẽ làm bông màu trắng. Mình sẽ đắp hâu nail nha. Các bạn nhìn thử một cục hâu nail nha. Mình đợi bột chín xí nha. Xong mình sẽ bỏ vô. Thì qua cái này Alex sẽ bỏ thêm xí Farmer. Thường thường á thì các bạn biết khi mình bỏ farmer xong rồi mình phải đi lại thêm một lần nữa, tại vì sometime mình đắp nó bị khô rồi nên mình bỏ lại thêm xí để make sure nó sẽ chắc chắn và nó không bị hở. À. Rồi cái ngón này thì Alex sẽ hướng dẫn mọi người đắp một cục bột nha, đắp một cục bột giống như ngón này, các bạn sẽ bỏ lên nha, lấy xuống nhiều thêm một xí nữa. Rồi các bạn sẽ bỏ này đợi nó chín. Rồi, Alex sẽ làm lại cho mọi người nha. 1, 2, 3. Rồi, mình đợi cho nó chín xí nha, bỏ lên. 1, 2, 3, lắc nha. Này, lấy xuống là từ. Khi nào mà các bạn thấy nó chạy cái là các bạn quý cái tay xuống liền. Không, nó chạy một cái là mình quý ngón tay xuống liền. Rồi mình vuốt đã, từ từ bắt đầu mình vuốt nha. Đó, cái kiểu cô tròn nó vuốt đã. Rồi. Giờ mình vuốt nha. Vuốt ra từ từ. 1, 2, 3. Mình hấp tấp quá, mình hấp tấp quá là cái bộ nó sẽ bị hở nha. Đó, cái màu này nó rất là khó đắp. Tại thường những cái màu lạt này á, mà mình đắp không cẩn thận đó là nó sẽ bị see-through nha.
À, nên mình gấp từ 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 thôi. Bắt đầu bột nó chín xong gấp lại lên cho nó smooth lên. Còn thấy không? Xong kéo là xuống đây. Đó, mình chỉnh cho đều hết hai bên. Lấy vô. À, còn thấy không? À, tròn ơi là tròn. À, sao đâu. À, rồi sau đó mình sẽ apply vô. À, như vậy là còn không cần phải vũa nhiều nữa nha. Phải vũa nhiều nữa. Rồi. Qua cái ngón này thì mình sẽ đợi bột nó chín xí nha, xong mình lôi ra. Sao em đắp hết mà không được cộng mẹ là cái nào để chỉ em với. Em hả? Ừ, em tại em nhậu dữ quá mà em nhậu dữ quá nên em đắp bột nó bị phải rồi. Nó nhậu quá nha. Ok, best my. Rồi bây giờ sẽ đắp vào cái màu này nha. Đây, cái màu này thì mình sẽ đi với một hộp bột Crystal Clear. Crystal Clear là cái thằng này ha. Qua tình này thì anh lại chuẩn bị một cái show ở bên Orlando, cái show ở bên San Jose. À, thì anh đem đồ rất là nhiều thì hy vọng lần này sẽ không làm cho mọi người là thất vọng nữa. À, thường thường đi lên show San Jose thì ngày đầu tiên đó, là người ta mua rất là nhiều. À, nên khi mà vô lớp học rồi thì những bạn học sinh không còn hàng để mua nữa thì lần này anh lại sẽ đem đi rất là nhiều. À, thì hy vọng mọi người nhớ tham gia cái show chủ nhật của San Jose này này nha. À, rồi cái ngón này thì anh lại sẽ bỏ kim tuyến lên. À, lại sẽ lấy thêm một xí nữa. Tuyến lên. À, đây là cái kỹ thuật mà khi mà các bạn đắp cái kim tuyến này á. Tại thường thường á, mình mít vô nhiều á, thì rất là khó đắp. À, nên là để cái hũ này. Nên các bạn sẽ dễ làm hơn và nó không có bị phí. Với mình đắp được nhiều màu nữa. À, nó rẻ nữa. À, thấy không? À, cái này là ombre nha, ombre cái kiểu mình kéo ra. À. Rồi, còn theo, à, cái kim tuyến rất là đẹp, rất là sáng. À, giống như cái thằng này đã lịch cho coi nè. Cái thằng này là lịch đi theo một cái thằng khom thằng này. Thấy không? Bây giờ mình đi qua thằng này. Nhưng mình đi hai màu khác nhau nha. À. Em vừa đắp bột cốt ai. Nôn xài quá, vừa đặt cho có ai ha. Ok em. Thấy không, đẹp cho đẹp ha, thấy không. Mình làm sao để mình cho nó khô bộ tất cả. Rồi sau đó mình dùng một xí clear bỏ lên. Now you guys cut little bit clear powder. Put right here. Cái này là Alex cố tình làm cho cực kỳ đẹp. Và chặt nữa là không cần phải vũa nữa. Thấy không. Đó. Mình sẽ bỏ một xí clear lên để cho nó siêu lại. Và nó sẽ làm cho kim tuyến mình sáng hơn. Này, các bạn thấy không? Các bạn thấy cái nail nó thẳng không? Hay là chỉ để vũa vài cái nữa là xong rồi, thấy không? Độ dày, độ cong này, thấy không? Nó y chang nhau hết. À, và thằng này cũng vậy, set up cuticle ha. À, thì mình làm sao để cho nó đẹp và mình không cần phải vũa nhiều nữa nha. Chập nữa là sướng nha, mọi người dán cái phôi. À, nhiều bạn cứ hỏi là cái phôi làm như thế nào thì hôm nay là chỉ nha. Xe đắp hoài mà không được cong vậy là lệch. À, có cách nào chỉ em với. À, cong á hả? Cong dễ thôi mà, best may. À, cong á hả? Này giống này là cong, các bạn thấy nó cong không? Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục vô thằng ombre nha. Now hai cái màu ombre này á, cái màu này làm ombre rất là khó nên các bạn phải nhớ cái cách kéo nha. Đó, bây giờ là xuyên vô cái em. À, 1 2 3. Rồi, mình sẽ bỏ cho mình kéo nha. Để cho nó chín xí. Tại cái màu này nó chảy ghê nha mọi người. Nó chảy giống sữa vậy đó. À, chảy giống sữa, con thấy nó chảy giống sữa không? À, chảy giống sữa vậy đó.
rồi vuốt hai bên thôi, tắm vô. Rồi đẹp. Màu lan quá đẹp. À, thấy không? Tỉnh ra chỗ lạc bớt. Rồi sau đó mình sẽ bỏ một chiếc clear lên nha. Tại mấy cái màu mà sữa này á, là mình phải bỏ clear lên. Tại mình không bỏ clear lên á thì khi mình vũa nó rất là dễ bị mất ombre, nên các bạn phải lưu ý nha. Hello 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 chị Hương Thu, của anh chị Hương Thu. Rồi đẹp ha, cái màu quá đẹp luôn. Rồi xong đó. Đâu là khi mà cái màu này các bạn bỏ cho con phải kéo liền, các bạn không kéo liền là nó chảy giống như là sữa vậy đó. Nó thuộc dạng giống như là xin biết nói sao ta. Rồi còn bây giờ mình sẽ đi cái màu đậm bên này đó. Cái màu đậm bên này rồi, cái món này nè. Ok, cái ngón các bạn thấy không, cái ngón tay này nó rất là bự, nó đi từ đây qua đây. À, nên thường thường á, thì mình có thể đi hai cục hay là mình đi một cục cũng được, nó tùy các bạn nha. À, bây giờ thì mình đi thử một cục, hai cục thử đi, lại là một cục rồi, mình đi hai cục nha. Rồi, thấy không? Đó đi một cục. Rồi bây giờ mình sẽ đi cục thứ hai, thấy không? Đó nó loang ra rất là đẹp. Rồi cho nó mỏng xí nha. Rồi mình đi cục thứ hai. Bỏ lên. 1, 2, 3. Cái bột bên này nó dẻo lắm nha, nên các bạn nhất thiết phải hurry nha. Đó. Rồi. Ok ha. Rồi. Nói chung là mình làm xong mình apply vô khác cái kia cổ chấp mình bớt vũ là được rồi. Rồi xong. Rồi bây giờ mình bỏ sheet clear vô nha. Tuấn khỏe không Tuấn? Sheet clear vô mình apply vô. Mà rồi, nó đập mà đó. Rồi xong. Có thể nào phân chiến dùng đi được không? Trời. Đây. Đây, cái màu ra ha. À, cái màu ra vậy này. Mình sẽ đóng nắp lại cho mình rồi. Thường thường á, những cái màu mà lạc hay những cái màu mà nó bị chọi nhau á, khi các bạn vuốt á nó đã ra rồi, đừng có đụng qua nữa, mình đụng nhiều quá xong nó sẽ bị lạc hết đi, nên mình hạn chế mình đụng á thì cái bột nó sẽ còn, nếu mình đụng nhiều quá thì nó sẽ bị lạc đi nha. Hai Tuấn hai đó. Đó thì tháng tới nữa thì ai lại có cái lớp ở bên Atlanta á, thì bạn nào ở Atlanta đăng ký thôi. Tháng 10, 15, 16, 17, 18 gì đó. Các bạn thấy không? Khi mà nó khô, các bạn thấy không? Khi mà nó khô cái nó sẽ dịu lại, thấy không? Nó dịu lại cái ombre của mình. Đó, nên các bạn nhớ là đừng có đụng nhiều quá, thấy không? Mình dịu lại thì nó dịu lại liền, thấy không? Rồi thằng này cũng vậy, nó dịu lại hết rồi. Rồi bây giờ mình chỉ vũa sơ sơ qua một cái thôi nha. Là xong. Đó. Vũa này các bạn thấy không? 1, 2, 3. Vũa cái là xong. Đó.
xong mình vuốt cái tay này, mình sẽ lấy cái tay kia nha. Có ai dán phôi bị chóc không? Có ai dán phôi hay bị chóc không? Có thể nói cho lại nghe đi. Dán phôi hay bị chóc? Phôi ồ á. Rồi ngón này cũng vậy. Thấy không? Mình kéo một đường thẳng nhìn này, các bạn thấy không? Cái cây là phải thẳng này, kéo đừng có vũa cái chỗ này quá mà kéo dài lên. Kéo dài lên cho nó nhìn, thấy không? Tại tự mình làm đau khổ mình, để bên này dây vũa dài lên. 1, 2, 3, thấy không? Cái vũa nó phải đi tới đây này. Đó. Mình kéo dài ra. Khi mình kéo dài ra thì cái vũa nó sẽ rất là good và nó không bị hết này. À, bên này như vậy. Nhớ là đừng có bạch vậy, đừng nhớ đừng bạch xéo hơn vậy nha. Nhiều bạn bạch vậy là hư cái xếp hết. À, em dân hay bị làm anh ấy gì. Ok. À, sorry mọi người nha. À, mình đang làm live có bạn gọi vô. Rồi thằng này như vậy. Thấy không? Rồi. Bên này như vậy. À, khi mình vũa bên này sẽ giữ tay bên này ha, để cho nó chắc nó nhanh hơn, còn thấy không? Đó là một cái điểm chuẩn mà khi mình vũa xếp nó sẽ nhanh hơn và mình không cần phải hâu nhiều. Bên này mình sẽ hâu bên đấy và mình lấy tay nhấn vô. À, nhấn vô. Để một từ dưới lên. Rồi. Thấy không? Còn thấy không? Bây giờ cái nail nó tương đương hết này, thằng lên vậy. Làm cho em với à, ok em ha. Ừ. À, em mua supply của anh đi rồi anh ủng hộ cho anh ra làm cho em bộ hỉ. Còn chị ơi, khách ai của anh là tỉnh còn đi chị. À, mấy hôm nay bán khách ai quá trời luôn, có nhiều bạn order quá trời luôn. À, bên này như vậy. À, con thấy không, cái tay này rất là khó đúng không, nó bự là bự luôn. Mà chỉ còn kéo, các bạn nhớ nha, thường thường mỗi cái ngón tay mà nó quay rồi nó bự quá đó là các bạn nên đắp ombre hai cục, đừng bao giờ đắp một cục hết á. Tại nó bự quá mình chỉnh không có kịp. Có nghĩa là khi mình chỉnh cái nó chạy qua kia cột liền, nhớ chưa? Đó, mình nhớ mình đắp liền. Đó. Em đâu có bị tróc hả? Đúng rồi, tại Kim Hà tùy bạn thôi, có tùy tróc thôi, có nhiều bạn làm tróc, có nhiều bạn làm tróc thì chắc anh sẽ giải thích tại sao nó tróc. Ừ. Mình bấm cái tay vô ha, mình bấm tay mạnh vô để cho cái xếp nó chỉnh hơn. Cái này như vậy. Ừ, đẹp quá. Ừ, còn thấy không này, anh sẽ để cái xếp vô mà có thể thấy không, nhìn vô cái mấy cái góc xếp này thấy không, nó thẳng ơi là thẳng ha, thấy nó thẳng không? À, cái con tay của em này nãy là nó ú nào ú nã rồi, bây giờ nó thẳng hết rồi đó. Ừ. Mọi người thấy không? Này, vô cái shape này. Thấy không? Các bạn thấy cái shape không? Đó, nó phải thẳng là thẳng như thế này. Đó, mình canh vô. Rồi bây giờ Alex sẽ hướng dẫn mọi người cách mà Alex hướng mọi người cách chạy máy mà không bị đứt tay. Thường thường á nhiều bạn chạy cách máu á chạy đứt tay phía sau. Alex hướng dẫn mọi người nhớ nha, có hai loại đầu dũa, một loại bự và loại nhỏ, thấy không? Bạn nào mà mới tập làm á muốn dũa dễ thì nên xài cái đầu nhỏ nó hay hơn. Tại vì cái tầm nhắm của bạn nhìn nó sẽ dễ hơn. Đó, khi mình chạy quen rồi mình sử dụng cái đầu bự này. Nhớ nha. Đó, thì bây giờ là có một cái đầu dũa rồi. Mình sẽ dũa cho mọi người xem thử nha. Bây giờ là sẽ phân tích cho ra cho những bạn nào mà dũa neo hay bị cắt chảy máu á. Chị có lấy cái đầu dũa em chị? Gì? Cái đầu dũa mốm á. Lấy giùm em mình nè. Vũ nha, vũ láng á. Rồi. Bây giờ mọi người xem nha, là sẽ phân tích cho mọi người hiểu nha. Tuấn không biết Atlanta có luôn, Atlanta sau luôn hả? Là thì đúng rồi. Đây. Cái vũ này. Cái Atlanta thì nó có lớp này các bạn thấy không? Và nhớ khi mà các bạn làm đừng bao giờ đẩy sát quá, đẩy như thế này này. Thường thường người ta vũ để chừng này thôi, để móng dài để dài hơn như thế này. À, ví dụ cái món này á, thì các bạn để như thế này, bạn nhớ không, bằng cỡ một hột gạo. Rồi cái dũa nhớ này nha, cái dũa này ví dụ cái dũa nó nằm này ha, nhớ cái tần số nha, 1 này 2 này, nhớ nha, 2 này 3 này, 4 là thẳng nha, 4 là có nghĩa dũa đứng thẳng luôn. Mà các bạn để ngay chỗ cho lại là số 3, chỗ này số 3, chỗ này này,
Các bạn để số 3 cái là cái dũa nó chảy ra tròn vo. Nhớ máy bật nha. Máy bật ví dụ 1 tới 5, 5 là 5 mà người ta hay chạy, 6 người ta hay chạy láng. Nhưng mà các bạn bật tới 3 thôi, đừng mạnh quá. Mạnh quá là nó sẽ chạy nóng cái da người ta. Rồi bây giờ các bạn xoáy nha. Các bạn thấy không, là để đứng thì thấy chưa? Đứng thấy không? Để giờ này. Thấy không? Mình dũa lên. Nó ra tròn vo luôn. Thấy không? Nó không cắt da người ta, thấy không? Phòng điện như vậy. Để đứng lên luôn. Đó. Đây là cái mẹo nha. Đó, các bạn dũa lên. Nhớ là đừng, các bạn để gì các bạn dũa vậy nó khó để chém buộc người ta lắm. Không, nó sẽ ra một cái vòng rất là tròn. Đó. Tại vì sometime á, cái dũa để ngang như này, các bạn để ngay số 2 này, thấy không? Để vậy á, thì sometime các bạn dũa nó rất là hay, nhưng mà sometime những bạn mới vô nghề á, là dũa sẽ đứt chảy máu liền. Tại cái máy nó sẽ cắt, nó cắt cái thịt bên này. Nên cái mẹo mình để cái máy đứng lên xí. Các bạn thấy không? Để cái máy méo lên xí. Nó sẽ không bao giờ cắt thịt của người ta, thấy không? Nó ra một tròn vo luôn. Đó, nó tròn mà nó khi các bạn sơn xi lát nó cũng dễ nữa. Các bạn không tin, các bạn những bạn nào không tin các bạn áp dụng thử đi. Đó. Bên này như vậy. Rồi. Thằng này như vậy nha. Thấy không? Nó rất là lẹ và qua bên này như vậy. Rồi. Anh Tuấn muốn đi làm lên tài, em thích coi anh làm like, nhớ coi học hỏi nó rất nhiều, cảm ơn em nhiều nha. Thì nói chung là những cái nail lịch làm thì cơ bản nhiều đó, thì hy vọng mọi người sẽ học được những cái bước cơ bản khi làm nail đó. Rồi tay bên này như vậy. Thấy không? Đó, khi mình làm xong rồi ở dưới này nó phải cong hết, các bạn thấy không? Nó phải cong cặp ở dưới đầu móng hết này. Rồi sau đó mình sẽ dũa cái thắng này. Đó, bột màu á, nếu mà các bạn làm xong rồi thấy không, các bạn dũa xong vài cái ha. Có bên này một cái. Rồi. Mấy cái thằng này các bạn thôi cần dũa không được, khỏi cần dũa cho lệch, khỏi cần dũa. Đó. Tại vì nó láng sẵn rồi, khỏi cần dũa luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bóc phờ nha. Bóc phờ là để một con tay dưới này, mình sẽ bóc xéo qua. Bóc xéo qua về như thế này, thấy không? Thì cái móng nó sẽ không bao giờ đứt sạch của người ta. Đó. Cái này như vậy. Thấy không? Đó, cái này là cái kim tuyến này, có đá nha. À. Tại vì thường thường á, cái bột màu á, còn dũa nhiều á. Ví dụ như các bạn mà làm những cái màu ombre khó mà các bạn dũa nhiều á thì nó sẽ bị lòi cái nó sẽ mất cái ombre, nó bị lát đi. Lát là giống như là nó tự nhiên nó đang ra ombre rồi thì nó bị lát á, nó bị dũa máy á, nó dành vô nó bị lát á, nó không còn cái ombre nữa, nên các bạn hạn chế dũa chứ. Đó. Đó, mình hạn chế dũa nhiều thì nó sẽ hay hơn. Các bạn thấy không? Rồi vậy là xong. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ treo vô nha. Lớp Atlanta nha, có như tính nhớ coi cái poster để hồi Alex share trong bữa giờ mình cũng busy quá. Rồi. Nghe không? Đó, khi nó xong rồi nó sẽ ra rất là đơn giản nhanh không? Rồi bây giờ là sẽ gắn đá cho mọi người xem nha. What time bây đó? 5:01. Yes. Nói đâu cần đâu. Let me see. Ok, now là sẽ bỏ cái này vô nha. Bỏ cốt vô. Đó. Cốt vô hai đầu. Nó làm đánh bóc trời quá móng. Rồi cái chai này là mát nha, cái chai là mát đó, nó rất là mát đó. Những ai mà đã xài cái chai mát của Chanel rồi là biết đúng không, nó cực kỳ mát và nó rất là good đó. Thường thường á, các bạn làm mát á, các bạn sơn cho cái mát ra ngoài da xí cha này cũng sao hết á. Tại vì á,
sometime á mình không có sơn ra ngoài thì cái chỗ nó lỡ may một cái chỗ mà ví dụ như bột này không thấy, nhưng mà ví dụ mình đắp màu burgundy hay màu đen á mà mình không có sơn mát ra ngoài nó sẽ lòi cái màu bóng ra đó, nên các bạn phải lưu ý chỗ đó nha. Đó, nên nhiều bạn làm ra bị lòi cái line ra thì các bạn phải nhớ. Rồi bây giờ là sẽ bỏ cái màu cái thằng này lên, bột đá nhỏ lên, bỏ vô. Rồi bỏ vô đèn nha. Để các bạn thấy không, các bạn thấy cái shape không, cái shape nó ra thẳng không, lịch trình rồi. Nice. Ok, đây là cái đèn ha. Mình sẽ bỏ vô đèn, mình scan xí cho nó khô nha. Trước khi mình làm lên. Let me see. Rồi cái ngón này mình sẽ bỏ cái phôi vô nha mọi người. Cái này thì mình sẽ dùng một cái thóp bóng thóp như thế này nha. Cái thóp này thì dùng cho bột với dùng cho mấy cái đồ luôn. Rồi mình sẽ bỏ lên. Các bạn thấy nó bóng không? Nó cực kỳ bóng. Rồi, đây là sẽ bỏ đá lên. Cái đá bên này thì mình sẽ bỏ cái size bự hơn xí. Cái size bự hơn xí cho nó nổi lên nha. Rồi. Tiếp theo cái thằng bên này cũng vậy. Rồi. Cái đá này là đá Swarovski nha mọi người, nó rất là sáng. Và thứ hai nữa là nó rất là bóng nha. Đó. Cái đá này mình bán, có bán nguyên một hộp luôn. Rồi. Bỏ thêm cục nữa. Rồi ha, rồi sau khi xong rồi mình sẽ link cái xếp lại cho thẳng cho ta lên. Thẳng lên, thấy không? Rồi mình bỏ đèn, các bạn thấy cái thoát của nó sáng không? Nó rất là bóng nha, rồi bỏ vô đèn. Rồi còn cái chai này á, là cái chai Easy Foil. Cái chai này thường thường các bạn muốn nó dán cho nó đẹp á, thì các bạn có thể bỏ cái Easy Foil vào nha. Cái thoát Easy Foil vào. Mình sẽ để vô đèn cho Alex là 2 phút nha. 2 phút. Đó. Easy Foil này là cái đồ mà để nó dịch cái design ra nha mọi người. Đó. Rồi. Còn thấy không? Đó, nó phải đều và đừng có cho sơn cho nó bị dày mỏng quá. Put the light for me please. Thì Alex lại sẽ hướng dẫn mọi người làm sao để nó ra được cái bông như thế này. Đó, nó lạt như thế này. À, thấy không? Nó sẽ dịu lại như thế này, xong mình bỏ cái phôi vô nha. Rồi cái này Alex lại cũng bỏ xi đá vô. Trong cái quá trình mình hơ đúng không? Mình sẽ uyển chuyển, mình làm sao để cho nó kịp cái thời gian của cái khi mình bỏ vào. Cái này là top mat nha. Mình sơn ra ngoài một xí cho Alex. Sẽ ra ngoài xí. Bên này cũng vậy.
mình sẽ bỏ đá vào. Cái thằng bên này thì mình sẽ bỏ hai hột thôi, không cần bỏ nhiều quá. Bỏ hai hột thôi được rồi, bỏ nhiều quá nó chu mất. Cái tay của cô này thì nó hơi hơi, cái móng nó hơi méo méo một xí nên mình bỏ thôi được rồi. Like for me please. À, các bạn nhớ coi những cái step và khi các bạn làm á, các bạn phải làm cho đúng cái step. Tại vì mình có đá xịn, mình có keo good, mà ví dụ như mình làm không đúng cách hay là mình sơn quá dày, thường thường các bạn sơn quá dày thì các bạn phải nhớ là mình bỏ sao cho cái đèn cho nó lâu xí thì nó sẽ làm cho cái nail mình nó mau khô hơn. Các bạn thấy không, khi nó khô thấy không, các bạn nhớ cái ombre không, hồi nãy mà khi nó khô nó sẽ lan ra rất là đẹp, thấy không, nó ra rất là dịu và rất là mịn đó. Rồi qua cái ngón này cũng vậy, là sẽ bỏ một xì keo lên đây. Rồi mình sẽ bỏ cái mask lên, nhớ nha, bỏ lên. Mình đang vậy. Rồi các bạn xin link bên này cho sạch sẽ ra lại nha, sân bên này. Mình xin cái xếp cho thẳng ra cho tao thấy. Mình đang vậy. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ đèn vào. Mình sẽ bỏ vào một viên đá màu nãy bự nha. Rồi sau đó cái viên tiếp theo là cái viên này. À tiếp theo ha. À con thấy không? Khi bạn lại bỏ vô cái đèn á, nó sẽ dịu lại cái màu rất là đẹp, nó sẽ dịu lại hết. Rồi push tight for me please. Đó, đó là cái quá trình trong mà khi các bạn làm, các bạn vừa gánh đá, các bạn vừa bỏ cái foil keo lên đó để canh đúng cái thời gian chuẩn trước khi mình làm cái design. Nếu mà ví dụ như mình làm mấy cái design gánh đá xong mình làm cái này sau á, thì mình phải ngồi đợi khô thêm một xí nữa thì nó rất là mất thời gian. Nên mình làm mình phải tính cái thời gian của mình thì các bạn không có bị lưu cái tham của mình nha. Nên khi các bạn làm các bạn phải nhớ. Rồi cái ngón cuối cùng nữa thì mình sẽ cắt một cái bông như thế này ha. Thì mình sẽ lấy ra một cái bông đó, mình sẽ cắt ra à, cái design này đã có sẵn ở đây rồi, là sẽ lấy lựa ra một cái bông mà nó phù hợp nhất để mình gắn lên. Rồi đây ha, đây là cái bông mình đã có sẵn rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cắt lên nha. Đó, thường thường á, thì mọi người có thể cắt ra từng cái hay là mình bỏ lên cũng được. Đó, mình sẽ cắt cái này lên. Rồi mình bỏ lên nha, còn thấy cái phong này không? Rồi các bạn nhớ nha, nhớ khi nó phải dịu xuống mát này, các bạn thấy không, nó phải mát như thế này nè, đó, nó phải mát như thế này thì nó mới ra hết được. Còn nếu mà nó không có mát á, là các bạn phải bỏ vô đèn, các bạn này bỏ vô đèn thêm một xí nữa, tại vì sometimes cái độ mà sơn của mỗi người nó khác nhau, đúng không? Đó. Mọi người nó khác nhau nha, nên mình phải chuẩn bị cẩn thận cả nó không có bị nha. Rồi bây giờ mình sẽ dán vô một cái nha. Rồi đó, mình bỏ lên ha. Sau đó mình sẽ dùng một cái tờ giấy, thấy không? Tại đôi khi cái tay của mình nó sẽ làm cho trơn quá. Mình sẽ dùng một cái tờ giấy để mình làm more cái professional hơn. Và cái thứ hai nữa là khách nó, ví dụ mình cái tay mình dính dầu dính đồ đúng không, nó không có dính đó, nên mình phải làm cho nó professional đó. Đó, các bạn thấy không, mình chà nó từ từ, chà nó từ từ. Cái chỗ trên này các bạn không nhất thiết phải cho nó dính cái cọng trên này, nhớ nha. Cái chỗ trên này này mình không nhất thiết phải cho nó dính, nhớ nha. Tại vì nó dính đó, trên đó thì tại hồi mình gánh đá rồi nên ai là chỉ chà nhẹ nhẹ ở đây thôi, ai là chỉ chà tới đây thôi đó. Bên này cũng vậy.
Mình trả đây một cái nha. Để mình lấy ra, các anh thấy không? Này mình lấy ra này. Này xong ha. Đó, nó ra một cái bọng rất là đẹp. Rồi sau đó các anh thấy không? À lại không cho nó đụng vô đây tại hồ mình bỏ đá rồi. Tại mình bỏ đá vô nó sẽ không có bám mạnh hơn. Rồi sau đó mình sẽ dùng một cái tiếp keo. Mình xịn lên. Rồi mình sẽ bỏ cái top coat mask lên nha. Đó, thường thường xong rồi á, cái chóc á, tại sao nó bị chóc này, ai là sẽ hướng dẫn nha. Phải lưu ý này, mình sẽ lấy cái dũa, mình dũa nhẹ này cái. Mình dũa nhẹ để làm gì? Để cho cái bột nó sẽ lòi ra và nó không bị chóc. Đó, bởi nhiều bạn làm bị chóc là nhớ nha, cái bạn nào làm chóc phải nhớ nha Lệt. Rồi dũa đèn cái nhẹ này để cho nó trầy ra. Đó, ai lại phân tích rất là kỹ và rất là slowly nha. Rồi sau đó mình sẽ bỏ mask lên. Mình sơn phải cho nó mượt tay và nhẹ nhàng nha, đừng có rap quá. Mình rap quá tại cái mask nó rất là khó. Cái mask á, thường thường các bạn sơn nó dày quá hay là nó sẽ bị đùng nha, thường thường là vậy. Nhưng mà nó cũng không đến nổi, nhưng mà cái thoát bên chat các bạn sơn nó cũng đến nổi đâu. Sau các bạn sẽ làm cho cái shape này thấy không, nhẹ nhàng cho đẹp. Nhẹ nhàng vô. Rồi bây giờ Alex sẽ gắn đá lên nha. Mình sẽ gắn vài hột đá lên nữa là xong. Đó, đó là cái cách mà kỹ thuật khi các bạn làm nha. Đó, thì khi mình làm xong mình bỏ vô đèn và mình hơ đèn nữa là xong. Đó, thì mình phải làm đúng cách. Thì hy vọng các bạn sẽ có được một bộ nail đẹp và chất lượng. Đó, khi khách nó cũng quay lại nó kiếm mình hay là nó cầm lên để kia ha. Rồi I have like 1 minute. So, yeah, that's okay. I can I just dry them and then. No, I need the chalk. Oh, yes, of course. Take a minute. Rồi, xong ha. Yeah. Because it's in Santa Monica. Rồi mình bỏ thêm một cục này nữa, nhỏ này nữa. Bên này cũng vậy. Sau bắt đầu mình lấy cái tay nha, mình liên cái xếp ra. Liên xếp nhẹ nhàng ra. Nhớ nha, mình always giữ cái xếp straight even. Đó, mình làm xong là cái nail nó bị, xong mình sẽ đi lại thêm một lần nữa tại mình đụng nhiều quá nha, nó bị dưới này nè. Mình đi lại thêm một lần nữa cho chắc ăn. Nhưng mà nhớ khi mình đụng á là mình đụng ở dưới này nè. Mình đụng ở dưới này nha, mà chứ không phải là mình đụng ở đó. Đụng bên này dưới một cái nha. Nếu nhiều bạn đụng hai bên nó bị tróc đó nha. Rồi bỏ đèn. Put the light for me please. Thấy không? Rất là detail. Đó, khi mình làm về cái shape nha. Rồi bên này như vậy. Rồi sau khi xong rồi mình sẽ cho các bạn coi cái bộ nail mới ra nha. Rồi Alex sẽ bỏ một xí dầu lên. Cái này kia là lọ. Đây, cái này xịt. Đó, mình sẽ bỏ dầu. Khi mà làm mask á, bỏ dầu rất là khó nên các bạn phải cẩn thận này. Các bạn phải bỏ bên này, đừng cho nó dính vô mask của mình. Bỏ dầu nghiêng qua. Đó, bỏ vô, nghiêng như vậy. Thấy không, mình phải cẩn thận nha. Để nó không có dính lên cái mask của mình và khi mình chụp hình á, nó ra rất là đẹp. Bởi vì có nhiều bạn làm mask xong mà tại sao cái khi cổ nó khô mà người ta bỏ rất là kỹ thuật. Đó, mình bỏ ngoài ngoài thôi. Xong mình đụng ngoài nha, mình đụng ngoài nhẹ thôi. À, đừng cho đụng vô cái bột nha. Rồi, tại mình làm cái da nó trơn, nó trắng, nó đẹp được. À, nó phải tuổi trẻ tinh xí. Rồi, cái này như vậy. Rồi, can you put the light for me? Rồi, con nhìn này ha. Rồi. Sau khi xong bộ nail rồi, mình sẽ lấy cái đá. Rồi, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chụp hình nha. Rồi. Rồi, bạn sẽ thấy nhìn bộ nail nha.
Đây các bạn thấy không? Này các bạn thấy không? À, đây là xong rồi đó ha. Đó. Rất là easy and khéo ha. Để là xếp mấy cái bàn tay cho đẹp đó. Xếp bàn tay ra. Rồi. Chạy cái dấu vết nó đi, nhớ nha, mình phải xếp cái bàn tay nha. Tại có nhiều cái bàn tay á, cái bàn tay nó không được thẳng nên mình khi mình xếp nó cũng là một cái kỹ thuật đó nha. Rồi mình bỏ đèn vô mình xoay ra. Các bạn thấy không? Ok, nó vậy là xong rồi ha. Ai lại chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ và một cái mùa thu ha. Thì ai là sẽ kiếm những cái design mùa thu vì sao cho mọi người xem nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Bye bye. Đó. Ừ. Em có cầm cái đèn đâu em? Đây bây giờ ha, ai là sẽ chụp hình cái xong ai là sẽ coi cái cởi giấy ra, coi chụp cái gì coi đi. Ok bye bye mọi người.